Ngày 31 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và một số ban ngành cấp huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2021-2022 tại các trường học trên địa bàn xã Giao Thiện và Giao An. Đến nay, cơ bản các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị, lập hồ sơ, luân chuyển, đề bạt đội ngũ cán bộ giáo viên tại các trường học nhằm sớm ổn định để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các trường trên địa bàn xã Giao Thiện và Giao An. Được biết, ngay từ đầu hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tích cực rà soát nắm số học sinh trong độ tuổi đến trường để huy động ra lớp đạt chỉ tiêu, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các trường đã sửa chữa đầu tư cơ sở hạ tầng, trường lớp học và mua sắm các trang thiết bị dùng cho dạy học để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn quan tâm đến tình hình đội ngũ giáo viên, rà soát tuyển dụng thêm giáo viên, điều động và bổ nhiệm nhân sự cho các trường còn thiếu để chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2021-2022, xã Giao Thiện dự kiến huy động tổng số trên 1.100 học sinh và xã Giao An dự kiến gần 500 học sinh của cả ba cấp học. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Giao Thiện và Giao An và các nhà trường cũng đã đề xuất với đoàn công tác về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học như mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn cho các trường chuẩn quốc gia, triển khai bổ sung về cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục, quan tâm bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu. Một số phòng học và khu vệ sinh trường học đã xuống cấp. Việc sát nhập trường học các khu của trường tiểu học và trung học cơ sở tại xã Giao An vẫn còn nhiều khó khăn. Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường học trên địa bàn các xã Giao Thiện, Giao An. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các nhà trường cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học mới, sớm ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên trong năm học, triển khai tốt việc thực hiện chương trình áp dụng sách giáo khoa mới. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các trường cần quán triệt một cách nghiêm túc, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong mỗi nhà trường, kiểm tra áp dụng các phương án đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường, có phương án dạy học cho học sinh trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chỉ được khai giảng vào tiết học đầu tiên ngày 6 tháng 9, thực hiện một cách nhanh chóng, đúng trọng tâm, ngắn gọn, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh không nên đi ra khỏi địa bàn, hạn chế tiếp xúc với nhiều người và đến những nơi không cần thiết, thực hiện đeo khẩu trang, bố trí thời gian tăng tiết cả ngày thứ Bảy, phân loại đối tượng học sinh để giao bài tập về nhà cho các cháu học tập tại nhà, chỉnh trang lại khuôn viên trường học, huy động xã hội hóa, khắc phục về cơ sở vật chất, các phòng chức năng, quan tâm trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan trường học, thực hiện tốt việc cải cách giáo dục, đặc biệt là các em học sinh học theo chương trình mới ở lớp 6, lớp 2 và lớp 1 đáp ứng nhu cầu dạy và học.